Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy và trò chúng ta lại gặp nhau trong một chủ đề mới liên quan tới chương 4 đại số của lớp 9. Đây, chủ đề ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến đó là phương trình bậc hài một ẩn AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0. Rồi chúng ta bước vào phần thứ nhất, một la mã định nghĩa. Đây, chúng ta có định nghĩa như sau. Phương trình bậc 2 một ẩn, nói gọn là phương trình bậc 2 có dạng AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0. Trong đó, X là ẩn số, A, B, C là những số cho trước, hay còn gọi là các hệ số. Và trong các hệ số này, A bắt buộc phải khác 0. Đây, đó là định nghĩa của phương trình bậc 2. Bây giờ thầy sẽ có các ví dụ minh họa như sau. Rồi, ví dụ thứ nhất. Phương trình x bình trừ 7x cộng 12 bằng 0 với A là 1, B là trừ 7 và C là 12. Rồi phương trình thứ hai, trừ x bình phương cộng 4x bằng 0 với A là trừ 1, B là 4 và C bằng 0. Rồi ví dụ thứ ba, 8x bình trừ 16 bằng 0 với A là 8, B bằng 0 và C là trừ 16. Và ví dụ thứ tư, phương trình 3x bình bằng 0 với A là 3, B bằng 0 và C cũng bằng 0 luôn. Rồi đó là bốn ví dụ về phương trình bậc 2 một ẩn. Rồi bây giờ chúng ta qua phần 2 la mã, giải phương trình bậc 2. Thì khi giải phương trình bậc 2, chúng ta dạng cơ bản như sau. Rồi chúng ta xét dạng thứ nhất là phương trình bậc 2 khuyết C, có nghĩa là C bằng 0. Vậy phương trình bậc 2 của mình lúc đó sẽ là AX bình cộng BX bằng 0. Trong đó A và B là các hệ số khác 0. Thì thật ra cái phương trình bậc 2 khuyết C này ở lớp 8 chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi đó. Đây, bây giờ chúng ta nhớ lại coi, ở lớp 8 chúng ta giải sao? À, cách giải nó như thế này. Thì để giải phương trình bậc 2 khuyết C, C bằng 0, ta đặt x làm nhân tử chung là giải phương trình tích đó. Đây, bây giờ chắc quên đặt nhân tử chung với phương trình tích rồi phải không? Rồi, giờ thầy sẽ ôn lại hai kiến thức đó. Đây, thứ nhất là đặt nhân tử chung. Ở đây thầy có A nhân B cộng hoặc trừ với A nhân C. Đây, thì phép cộng hay phép trừ của hai cái tích này nó có nhân tử chung là A. Ở đây thầy ghi đậm lên nè. Thì lúc đó ta đặt nhân tử chung ra. Vậy lúc đó biến đổi thành là A nhân với tổng của B và C. Hoặc là hiệu của B và C. Được chưa? Đây, đó là đặt nhân tử chung. Bây giờ tới phương trình tích. À, phương trình tích nói với giải hiểu đó là phương trình có dạng một tích bằng 0. Được chưa? Chẳng hạn ở đây là AX nhân BX bằng 0. Đây, để giải phương trình tích thì chúng ta nhớ một điều đã học là nếu một tích bằng 0 thì một trong các thừa số của nó bằng 0. Vậy ở đây tương đương với là AX bằng 0 hay BX bằng 0. Đây, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hai điều cơ bản này để giải phương trình bậc 2 khuyết C. Đây, ví dụ thứ nhất, giải phương trình X bình phương cộng 4X bằng 0. Đây, theo hướng dẫn chúng ta đặt X làm nhân tử chung. Vậy chúng ta dẫn đến phương trình tương đương là X nhân với đa thức X cộng 4 bằng 0. Được chưa? Và đưa về giải phương trình chúng ta có được x bằng 0 hay x cộng 4 bằng 0. Và chúng ta tìm được hai giá trị là x bằng 0 hay x bằng trừ 4. Và từ đó kết luận phương trình này có hai nghiệm là 0 và trừ 4. Ha, quá quen. Chúng ta đã làm ở dưới lớp, lớp 8 rất là nhiều. Đây. Và ví dụ thứ hai, 3x bình phương trừ 2 căn 2 x bằng 0. Đây, theo hướng dẫn, đặt x làm nhân tử chung đưa về phương trình tương đương là x nhân với đa thức 3x trừ 2 căn 2 bằng 0. Và giải phương trình tích này chúng ta có x bằng 0 hay 3x trừ 2 căn 2 bằng 0. Và chúng ta tìm được hai nghiệm, một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bằng 2 căn 2 trên 3. Vậy từ đó phương trình này có hai nghiệm, nghiệm thứ nhất là 0 và nghiệm thứ hai là 2 căn 2 trên 3. À, thì chúng ta thấy để giải phương trình bậc 2 khuyết C, đơn giản, chỉ cần đặt x làm nhân tử chung để biến phương trình mình thành phương trình tích là giải.
Đây, bây giờ chúng ta qua phương trình bậc 2 khuyết B, đó là dạng thứ hai. À, khuyết B có nghĩa là B bằng 0. Vậy lúc đó phương trình của mình trở thành là AX bình cộng C bằng 0. Trong đó A và C của mình là các hệ số khác không. Thì thật ra cái phương trình này ở dưới lớp 8 mình cũng đã làm rồi đó. Và đôi khi ở dưới lớp 7 luôn nữa. Được chưa? À, vậy mình coi ở dưới các lớp dưới mình giải cái phương trình này bằng cách nào. Đây, bằng cách là mình đi tìm cho ra x bình. Rồi, có x bình, mình sẽ tìm x. Đơn giản em ha. Đây, bây giờ chúng ta áp dụng đi. Giải phương trình. Phương trình thứ nhất của mình là 8x bình trừ 16 bằng 0. Đúng là hệ số C bằng 0 rồi đó. À, đúng không? À, hệ số B bằng 0. Thầy xin lỗi, hệ số B của mình bằng 0. Rồi, thì việc đầu tiên, mình sẽ chuyển vế trừ 16 từ vế trái qua vế phải thành là cộng 16. Và mình tìm được x bình bằng 2. Rồi, giờ quay về kiến thức bình phương. Rồi, bình phương bằng một số dương. Vậy mình sẽ tìm được là hai giá trị đối nhau là cộng trừ căn 2. Vậy phương trình của mình sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là căn 2 và một nghiệm là trừ căn 2. Rồi, chúng ta qua phương trình thứ hai. 4x bình cộng 36 bằng 0. Rồi, biến đổi tương đương thành phương trình 4x bình bằng trừ 36. Đi tìm x bình bằng trừ 9. Thì như chúng ta đã biết, trừ 9 bằng một số âm, bình phương bằng số âm là điều vô lý. Và điều vô lý chứng tỏ là mình không tìm được giá trị của x thỏa mãn. Vậy là x thuộc tập hợp rỗng. Mà nếu x thuộc tập hợp rỗng chứng tỏ là phương trình này sao? Vô nghiệm. Vậy tập nghiệm của nó là tập rỗng. Được chưa? Rồi, vậy là để giải phương trình bậc 2 khuyết B, chuyện đơn giản tìm được x bình. Có x bình rồi, là lúc đó mới bắt đầu đi tìm x. Thì lúc đó sẽ có hai trường hợp, nếu x bình lớn hơn 0, thì chúng ta tìm được hai giá trị đối nhau. Nếu x bình bằng số âm, thì dẫn đến phương trình của mình vô nghiệm. Rồi, đó là dạng thứ hai phương trình bậc 2 khuyết B. Rồi, bây giờ mình qua dạng thứ ba. Đó là phương trình bậc 2 đủ. Có nghĩa là các hệ số đều khác không? À, thì các bạn hỏi, vậy lớp 8 mình giải chưa? À, lớp 8 mình cũng gặp rồi đó. Vậy lớp 8 mình giải bằng cách nào? À, chúng ta sẽ ôn lại. Vậy lớp 8 chúng ta có hai cách giải nó. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đi phân tích cái vế trái của mình nè. Vế trái trong phương trình nè. Mà ở dưới lớp 8 mình gọi là tam thức bậc 2 đó. À, tam thức bậc 2 có nghĩa một đa thức có 3 hạng tử và có bậc là 2. À, vậy lúc đó mình sẽ làm như thế nào? Mình phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử để đưa cái phương trình này thành phương trình tích rồi giải tìm nghiệm. Đó là cách thứ nhất. Rồi, cách thứ hai, nếu như không tách được thì mình lúc đó mình quay qua mình áp dụng hàng đẳng thức số 1 hay hàng đẳng thức số 2 có tên gọi là bình phương một tổng hay bình phương một hiệu. Mà ở đây thầy nhắc lại cho mấy em thấy nè. Để đưa cái phương trình của mình thành phương trình là x cộng hoặc trừ m tất cả bình phương bằng n rồi giải tìm nghiệm. Đó là những cách chúng ta học trên lớp 8. Đây, bây giờ mình lấy ví dụ lớp 8 đi. Đây, chẳng hạn hồi mình có một ví dụ hồi xưa mình giải nè, ở dưới lớp 8 nè. X bình trừ 7x cộng 12 bằng 0. Rồi, vậy theo cách thứ nhất, thầy sẽ cách tách cái thằng trừ 7x này thành trừ 3x trừ 4x. Rồi, ai quên cách tách thì nhớ hỏi lại bạn nè, hoặc là hỏi là thầy cô chỉ cho mình cách tách ha, tách thích hợp quá, chứ không phải muốn tách số nào cũng được đâu. Được chưa? Rồi, sau khi tách xong rồi, vậy chúng ta sẽ đặt nhân tử chung x của hai hạng tử thứ nhất và thứ hai, và chúng ta sẽ đặt trừ 4 là nhân tử chung của hai hạng tử thứ ba và thứ tư. Chúng ta có được cái phương trình tương đương như sau, và từ đó đưa về phương trình tích, giải phương trình tích. Chúng ta được hai cái nghiệm là 3 và 4. Rồi, đó là cách tách. Rồi, bây giờ cách dùng hàng đẳng thức. À, dùng hàng đẳng thức thì phải đúng là A bình cộng hoặc trừ 2AB cộng B bình phương thì mới đưa về hàng thức được. Được chưa? Rồi, xác định X bình là A bình. Thì là A sẽ là X. Rồi, 2AB là 6X. Rồi, có ở đây trừ 2 không phải là B bình. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ biến đổi qua một cái phương trình tương đương. Là x bình trừ 6x bằng 2. Vậy ở đây mình có A bình rồi nè, mình có 2AB nè, mình còn thiếu B bình nè. Đây, vậy mình sẽ tìm cách mình đưa về có đủ B bình.
Đây thì bằng cách là 2x mình sẽ ghi là 2 nhân x nhân 3. Có nghĩa là b của mình là 3, vậy b bình của mình là 3 bình. Được chưa? Vậy là vế trái thêm 3 bình thì vế phải cũng thêm 3 bình. Để rồi đó đưa về hẳn thức là x trừ 3 tất cả bình phương của vế trái và vế phải tính là 11. Rồi, x trừ 3 bình phương bằng 11, vậy x trừ 3 bằng căn 11 hay x trừ 3 bằng trừ căn 11, và từ đó mình tìm được hai nghiệm 3 cộng căn 11, 3 trừ căn 11. Rồi, đó là những cách mình áp dụng ở dưới lớp 8. Rồi bây giờ lên lớp 9. Lên lớp 9 thì mình có cách nào khác không? Lên lớp 9 mình có cách là áp dụng công thức nghiệm. Đã nói là công thức là phải học thuộc, là áp dụng nha. Rồi, công thức nghiệm để giải như thế nào? Rồi, để giải phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với hệ số a khác 0 bằng công thức nghiệm, thì việc đầu tiên là mình phải tính cho ra cái biệt thức delta. Đây, biệt thức delta, ký hiệu đây. Biệt thức delta có nghĩa là biểu thức đặc biệt. Rồi, biệt thức delta được tính là như công thức delta bằng b bình trừ 4ac. Đây là điều bắt buộc khi giải bằng công thức nghiệm. Rồi, sau khi có biệt thức delta rồi, chúng ta sẽ dựa vào delta để chúng ta tìm nghiệm. Nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình mình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất, x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Nghiệm thứ hai, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Trường hợp thứ hai, nếu delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép, tức là hai nghiệm giống nhau, x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Đây, trường hợp thứ ba, nếu delta nhỏ hơn 0 thì kết luận ngay phương trình vô nghiệm. Rồi, đó là cách giải phương trình bậc 2 áp dụng công thức nghiệm. Rồi, và cái công thức này đã được chứng minh trong sách giáo khoa lớp 9 tập 2, các em có thể tham khảo để hiểu sâu hơn về cái công thức này. Vậy là từ đây về sau, khi gặp phương trình bậc 2, chúng ta có thể áp dụng công thức nghiệm để giải liền. Nắm rõ em ha. Rồi, về nhà nhớ học thuộc công thức nha, để chúng ta áp dụng cho nhanh, cho lẹ và chính xác. Rồi, nhưng mà trong đây nó có một cái chú ý. Là nếu A và C trái dấu, tức là trích AC âm, thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đây, tại sao có cái chú ý đặc biệt này, thầy sẽ giải thích. Rồi bây giờ nếu A và C trái dấu có nghĩa là trích A nhân C sẽ là một số âm. Vậy từ đó dẫn đến cái trích là trừ 4AC của mình sẽ là một số dương. Mà delta của mình tính theo công thức là B bình trừ 4AC. B bình lớn bằng 0 trừ 4AC lớn 0, vậy cộng lại kết quả là delta của mình lớn 0. Mà nếu delta lớn 0 theo bài học, mình kết luận ngay phương trình có hai nghiệm phân biệt liền. Đây. Đây là một trong những cái mà sau này chúng ta có thể áp dụng để chứng minh một phương trình có hai nghiệm phân biệt một cách nhanh lẹ. Đây, bây giờ chúng ta quay lại nhiệm vụ của mình là áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình bậc 2. Em ha. Đây, bây giờ thầy sẽ có ví dụ thứ nhất là giải phương trình bậc 2 x bình trừ 7x cộng 12 bằng 0. Đây, khi giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm thì người ta thường có thói quen người ta xác định các hệ số A, B, C trước. Thì ở đây, các hệ số A, B, C của mình lần lượt là A bằng 1, B bằng trừ 7 và C bằng 12. Đây, vậy theo công thức nghiệm, việc đầu tiên mình phải tính cho ra biệt thức delta. Rồi, delta là B bình trừ 4AC. Rồi, lắp các hệ số A, B, C. Hồi nãy mình tìm được chưa? Chúng ta tính được là 1. Mà 1 này là một số dương. Được chưa? Vậy chứng tỏ là delta của mình lớn hơn 0. Mà theo bài học, vậy phương trình mình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, lắp số vô tính ra là 4. Nghiệm thứ hai là trừ b trừ căn delta chia 2a, hay còn gọi là trên 2a, lắp số vô thì là 3. Được chưa? Vậy chúng ta tìm được hai nghiệm là 4 và 3. Rất là dễ ha. Đây, bây giờ mình qua phương trình thứ hai. 16x bình trừ 24x cộng 9 bằng 0. Với A là 16, B là trừ 24 và C bằng 9. Rồi, đi tính biệt thức delta liền. Và ra kết quả delta này bằng 0. Vậy theo bài học của mình, phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ B trên 2A. Lắp các số liệu vào, chúng ta tính được là 3 phần 4.
Rồi, qua ví dụ thứ ba. 3x bình trừ 2x cộng 5 bằng 0. Có A là 3, B là trừ 2 và C bằng 5. Rồi, tính biệt thức delta. A và ra kết quả trừ 56 là một số âm. Kết luận ngay theo công thức phương trình này vô nghiệm. À, thì ở đây mình thấy gặp trường hợp này ở lớp 8 mà để chứng minh phương trình này vô nghiệm là cả một vấn đề đối với các em. Nhưng mà ở lớp 9 có công thức nghiệm thì việc kết luận phương trình này vô nghiệm quá dễ dàng, quá nhanh lẹ. Phải không em ạ? Đây, đó là 3 ví dụ để chúng ta biết cách áp dụng phương giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. Rồi, và trong công thức nghiệm này nó có một cái lưu ý. Là khi hệ số B của mình bằng 2B phẩy, hay nói cách khác là B phẩy của mình bằng một nửa B, thì lúc đó mình có thể dùng công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc 2. Đây, công thức nghiệm thu gọn như sau. Đây, việc đầu tiên mình sẽ đi tính biệt thức delta phẩy. À, ở đây B phẩy, thì ở đây biệt thức delta của mình là delta phẩy. Đây, delta phẩy sẽ bằng B phẩy bình phương trừ AC. Rồi, sau khi có biệt thức delta phẩy rồi, thì nó cũng rơi vào một trong ba trường hợp. Nếu delta phẩy lớn hơn 0, thì phương trình mình có hai nghiệm phân biệt. Đây, được tính như công thức. Và chỉ khác ở đây là, nếu ở đây B phẩy, delta phẩy, thì ở đây là chỉ chia A thôi. Em ha. Rồi, nếu delta phẩy bằng 0, thì phương trình của mình có nghiệm kép. Rồi, ở đây B phẩy, thì ở đây cũng chỉ có A mà thôi. Rồi, delta phẩy nhỏ hơn 0, thì phương trình mình vô nghiệm. Rồi, vậy là bên cạnh công thức nghiệm thu gọn. Vậy nếu trong trường hợp B phẩy của mình bằng một nửa B, thì mình có thể áp dụng công thức nghiệm thu gọn để giải. Rồi, bây giờ chúng ta lấy một ví dụ đi ha. Rồi, ví dụ giải phương trình x bình trừ 6x trừ 2 bằng 0. Thì phương trình này chúng ta giải bằng công thức nghiệm cũng được. À, nhưng mà ở đây bây giờ mình quan sát thì mình thấy B phẩy của mình là bằng một nửa B, là bằng trừ 3. Vậy bây giờ mình sẽ áp dụng công thức nghiệm thu gọn để mình giải. Này, đầu tiên mình đi tính biệt thức delta phẩy như theo công thức. Và ra kết quả là 11 là một số dương. Thì theo bài học mình sẽ kết luận ngay phương trình này có hai nghiệm phân biệt được tính theo công thức. Nghiệm thứ nhất trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Rồi lập số giờ là 3 cộng căn 11. Nghiệm thứ hai là trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Lập số giờ kết quả là 3 trừ căn 11. Và tìm ngay ra hai cái nghiệm này. À, ví dụ này chúng ta thấy quen không? Quá quen luôn. Hồi nãy chúng ta giải ví dụ này bằng cách của lớp 8. Đây, chúng ta quay lại cái lớp 8. À, cái lớp 8 là chúng ta thấy rất là công phu ha. Chuyển vế, đưa về hàng đẳng thức. Rồi sau đó mới giải tìm nghiệm. À, rất là công phu. Trong khi đó áp dụng công thức nghiệm hay công thức nghiệm vô đoạn thì chúng ta thấy tìm nghiệm của phương trình bậc 2 trở nên dễ dàng hơn. Vậy nói chung, từ đài về sau khi gặp phương trình bậc 2 một ẩn thì chúng ta có thể giải theo kiểu lớp 8 là quay về phân tích đa thức thành nhân tử hoặc là áp dụng hàng đẳng thức số 1, số 2 để giải hay là áp dụng công thức nghiệm thu gọn của lớp 9. À, thì tùy theo cái sở thích của mình, mình muốn giải theo cách nào mình giải. Có những bài thì giải theo công thức nghiệm hay công thức nghiệm thu gọn thì nó nhanh. Nhưng mà cũng có bài chúng ta phải quay về lớp 8 để chúng ta giải thì nó tiện lợi hơn. Rồi sau này vào phần luyện tập thì chúng ta sẽ thấy các trường hợp đó. Nhưng mà nói chung là chúng ta nên học cái công thức nghiệm hay công thức nghiệm thu gọn để cho việc giải phương trình bậc 2 của mình nó nhanh lẹ hơn. Đây, vậy là sau khi học xong chúng ta dẫn đến các ghi nhớ. Đây là toàn bộ những gì mà thầy và trò chúng ta học trong suốt thời gian nãy giờ. À, và thầy đưa lên toàn bộ trên màn hình hết. À, thì các má em nên chụp lại, lưu lại trong điện thoại của mình. Để sau này, khi muốn nhớ lại phương trình bậc 2, AX bình phương cộng với X cộng C bằng 0 với A cắt 0 như thế nào, thì chúng ta có thể ôn tập một cách nhanh chóng. Đây, đó là toàn bộ những gì chúng ta học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Luôn luôn chúc các em dồi dào sức khỏe và gia đình luôn luôn bình an.